Ok, bà to tôi tiện nick nhóm nâng sầm lo mà chư trôi em bẩl. Chà bọn bọn ọc nè đàn bà thế sầm lo mà chư trôi em bẩl. À trôi em bẩl cập cài năng đầy dân tinh mà ná. Ok, nhóm có tập tạ đăng đà của mạ nhóm bà mò thả năng sầm lo mà chư chú môi chân chân đi chú chân anh chà. Lời nick nhóm miên chân chân đi chú mà con chà nâng hay nâng cường sầm lo mà chư nâng miên bà bần nâng. Hay tư mà sắc mà chịu một lần á mà cao năng chả sao chẳng mơ được óc này ta nhầm thôi chẳng na bạn bạn giờ ta slo mà chịu nhầm cao thế tật năng thế you do not use the water you just drain it out and then pull it out like this okay now you get all tamarind leaf it say young tamarind leaves it's right here young tamarind leaf okay so you wonder why what do people do with it that's what I was wondering like what you do with it you know so someone told me that you need to drain all the water out just like that just a little bit okay and then you throw near as a rung rung okay that branch that stay on to the leaf inside the jar they're so tough it's like wood so you have to remove them see look you can't eat this it's like real wood in that jar so you have to remove all of them just remove as much as you can see whole bunch of it in here okay dừng đọ vô à mệt mệt về rừng cập rửa nắng đôi đối mẹ chờ món á mẹ bơm nồng món hơi rưng á do thợ ít ở cao thứ bây giờ trăm bây giờ nhắm ba tới gọi đối dương nhắm chờ chẳng á chẳng dương nhắm ở cao để mà từ đó với chỗ với chân bột sạc bơm nồng chân bây giờ thiêng về nắng á mà mẹ để về rừng gặp rừng nắng á thơ mẹ cái đó lấy với chân nhỏ vì pro ấy sang tập group mẹ hay để nhom mà ba này rừng rừng gặp rừng từ cao na dương cho chân về ở đó về dùng chạm mặt dạng nát của anh ngay này về cái khay tới giờ riêng đội chót rước gò nhắm tới bắt chờ chờ rằng đội đội chẳng chẳng rằng gặp rước móng thế giờ về chân nhỏ hay mà cái ban là phần ấy anh nắng bây giờ slow nhắm pin đấy ok tại bởi nhắm mà khnề chán toàn là buồn đọc của lo tạm mà đòn ok see anh đang đợi chị ăn về món nhiều khi nhận nó sọc ở rich summer time cái giò cọp bờ lắng rồi giò tự đặt nằm về vì chân trôi máu dương bạch trôi về do mà thưa sầm lò nhầm dương ạ tội trôi nắng trái nữa còn tại vì lọ bạch máu dương bạch về pleem đam bay bàn do ta thưa sầm lò nhầm vì pro ấy về ở miền đôi thà sọc này về tới chia anh chẳng tới vì ở ai phải cả ở dương bàn này pro dương ở nơi sọc đau chẳng kể đam pi bay phao tới đó là về việc chân trôi mà bàn pi bay mẹ chẳng tới có cái lại to nên chẳng á còn là thôi chẳng bàn bàn nhám hay đừng tro cọm pel này nà bàn đam bàn đó ok nấu pel này ha đối thay dương mơ tới đối thay bị oh hai ok mẹ rừng rừng cái bức nắng oh hai chẳng dừng do cái bật tăng tàu dừng chặt đầm chầm về ok so everybody want you removing all of this hard branch inside of this tamarind young tamarind then you have to use your butcher knife and start mincing it ok chop it down until it's really really fine so take the knife and go down like that dừng chầm về bong bóng dừng chầm về ôi về về mắt mỏ
this is the fine texture that we're looking for. So this is good. This is good enough. So right now we're just gonna transfer it into my cooking pot. So look at all the brunch inside that jar. Look at this. These are useless. You cannot eat that. Okay. Lâu nít dương dương mua về từ on the side dân sinh tứ hay chấm này sạch chuột ní ha sạch chuột ní về đom riêng thom chân dương chân cắt vì ở về tu cho nam mua thom hay it's okay just check each piece to make sure là dương cắt về tu về pro a về là dương slaw tới về là hạt chân okay so you want to cut it to the smallest piece as possible so that when you start cooking it doesn't take too much time to cook dâng dâng là hạt bàn chị ăn á ok là tôi miền chị ăn thông tức nhầm ọt ạ thử ấy bán ấy just gonna leave it bằng tay là mỗi nhầm A bán nhầm nâng A về ở việc tui tụi em bơ dâng khơi sạp ấy về mọt sông nè chúng tôi bảo sân là sạch nhưng thông thông mà bơ nâng mọt chân đôi thơm mơ vẻ sâu lo mơ lắm. Miền thông khá tôi khá lấy nên chẳng á ok là ruồi rò hai sạch ruồi rò hai ok là nếp môn năng dương đạo về chỗ nếp dương trầm trầm bó học chả sẵn mà chú cường cơ tạ đạm học đạm học vẻ chẳng anh ok vẻ trâu cường vẻ. Okay, everybody, now I am going to chop down my fermented fish, kho pa hok, okay, Cambodia kho pa hok. These are all meat pa hok. Sop pa hok sạch bong bong nhom kron tan kram doi tha oi ta vea đạch kla ha na. Okay, so right now we're going to put all of these into that cooking pot right there. Đã về chốn. Nhưng mà đã hơi khơi. Đã chốn. Nhưng đã hộp chân chấm chìm quay nâng bơl tôm, à mình sẵn bơl nâng chốn tớ. Chúng đặt thơ mấy không ai waste any of this tamarind, young tamarind leaf rồi về bỏ về bạc rõ. Ok, now I'm gonna put cường chôl được khổ năng chà, nhóm đặt cường mới là prea. Ok, rồi nhóm slo nhằm tạp đi nữa. Cường mới là prea. Tức trái mới là prea. Chôl tới hơi. Hãy tự đặt score sổ brown sugar vô nắng đặt mùi là bria đá tôi chỉ bỏ về ok chỉ bỏ về ở sắp just mix it really well and in this recipe there's no vegetable. I'm just going to use that young green tamarind leaf. Khim ot mien prao plai ay te okay ta chang chini chruk nang chmuoy slak ampel nang ta panang okay hai te khim dak tep prae chea muoy chan chentos chang na kolah chan chkeh ni dak tep tai hai nang pel nếu bây giờ vì đôi thà môn tử bóng dân trong linh vì ở dưới chmui á đó về việc chmui cường châu này hết bàn dân thay chan phải chìa bì chan bay chan còn cho cơ năng tớ ôi việc khúc lô đó chân chân đi chủ năng phòi chà ok là nâng bình năng sân hay ok nè tặng ọc này là nấy dân ngọt xâm lo mình chư cường sắc bờ dân nắng toàn tại vì chân chân đi năng phòi ok chân chân đi năng phòi hay kra
hay tới môn tới bố nhầm thay nhầm đạm đạm lại tới cái bàn tay mơ tới đạm lại mơ tới được tận hoàng chẳng tới có nhầm đạm trọc sợi á. So everybody, I just put crispy eggplant and celery in here. So this is my sour curry of the tamarind, green young green tamarind leaf. So you have to boil it until your rib is completely like cooked and tender, and then the water I put almost up to like about almost 5 cups, and then it reduced to like 2 cups. Okay, so you have to cook a very very long time. So now it's completely cooked. Slaw mà chịu nắng á, slaw chân hơi chân cái nhầm nắng đủ hơi nè, nó cái mơ luôn thế. It is completely cooked, everybody. So I'm gonna go ahead and take them out, ready to eat. Okay, chân tay nè. Nhưng mà đừng tay nè, nè mơ khơi nhỏ đấy. I don't know whether you see it or not. So I'm gonna show it to you. So these are like more like sour curry soup, okay? Look. So you just pour over the rice like that. It's so good with the steamed rice. Wow, so it looks so delicious. I'm getting ready to eat. So that's how you eat it. Eat with steamed rice. Bong bong tụi con nha, lấy sơ lo mà chiu kreung slak pel. Chân hai cha, ready to eat. Ông con chưa ăn bàn mơ video của nhóm nữa, bà châu chật sơ lo mà chiu kreung slak pel màu bị khăn ông cao nâng á. Thơn chạm được nhóm thơ vơn chẳng ai bà mình chẳng tế à. Thiêng bơ nó còn nóng về răng răng bệnh nhà mạng cáo đó tôi dùng thời điểm đi bán nhằm bàn cha. Ok, ở con chứa ra bàn mơ video của nhóm chúc nè lực rồi, see you later, bye bye.